Chồng mới từ Hy Viên mua nhà nhỏ như lỗ mũi sau khi bị chỉ trích là kẻ hèn ăn bám vợ. Trên mạng xã hội, Uông Tiểu Phi 41 tuổi thường xuyên công bố và xóa quan điểm của anh về vợ cũ từ Hy Viên cùng chồng mới của cô là DJ Khu 53 tuổi và em gái cô ấy từ Hy Đệ 44 tuổi. Tuy nhiên, khi cuộc đấu khẩu tiếp tục diễn ra, từ Hy Viên không thể giữ im lặng và đưa ra khía cạnh của riêng mình về câu chuyện. Trong lời phàn nàn mới nhất, Uông Tiểu Phi cho rằng thật không công bằng khi anh phải trả tiền điện cho Từ Hy Viên và DJ Khu là người chồng hiện tại của cô. Trong khi đó, bà Trương Lan cáo buộc Từ Hy Viên ăn cắp tài sản của con trai mình và chỉ trích con dâu cũ vì đã cử luật sư riêng đến để nói chuyện về cháu nội mình. Đáp lại lời tố của chồng cũ, Từ Hy Viên đã công bố chi tiết tài khoản ngân hàng trên trang mạng xã hội của mình và bác bỏ tuyên bố của bà Trương Lan rằng tài sản thuộc sở hữu của chồng cũ. Từ Hy Viên viết, cả hai ngôi nhà đều được mua bằng tiền vay, Uông Tiểu Phi đã chọn mua, tôi đã lo hóa đơn. Trong tuyên bố, Từ Hy Viên còn tiết lộ rằng cô đã trả 200 triệu tân đài tệ cho khoản thế chấp và bảo hiểm nhà ở. Từ Hy Viên cũng công bố tờ xác nhận nợ cho thấy cô đã cho chồng cũ vay 26 triệu đô la Hồng Kông để đầu tư vào khách sạn. Ngày 6 tháng 12, ET Today đưa tin, Gu Yun-chup, DJ Gu đang tìm mua nhà mới sau khi bị chồng cũ Từ Hy Viên chế nhạo ăn bám cô vợ nổi tiếng. Một người môi giới nhà đất cho biết, nam ca sĩ Hàn Quốc gần đây đã đi xem căn hộ cao cấp có diện tích 120m², 2 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh và ban công. Bất động sản này khá gần với biệt thự của Từ Hy Viên, thuận tiện di chuyển. Vì căn hộ này đã qua sử dụng, nên giá bán hiện nay khoảng 30 triệu đài tệ, 981.000 đô. Theo nguồn tin, Gu Yun-chup mua nhà trả góp, đợt đầu anh trả trước 30%, khoảng 10 triệu đài tệ, 327.000 đô. Hiện chưa rõ Từ Hy Viên có đồng ý chuyển khỏi căn biệt thự rộng 720m² để dọn vào sống trong căn hộ nhỏ 120m² hay không. Tuy nhiên, ET Today cho biết, với khả năng tài chính của Gu Yun-chup, anh chỉ có thể đáp ứng cho Từ Hy Viên một không gian sống như trên. Theo New Ones, sau hơn 25 năm làm nghệ thuật, Gu Yun-chup sở hữu khối tài sản hơn 2,5 triệu đô, trong đó có dinh thự hướng sông tại Seoul. Trang Seth cho biết, Từ Hy Viên giàu gấp 8 lần chồng mới, trong khi với Uông Tiểu Phi chỉ hơn 1 phần 2. Hậu ly hôn Uông Tiểu Phi, nữ diễn viên vẫn giữ được hai bất động sản đứng tên cô, trị giá 18,9 triệu đô ở Đài Loan. Theo truyền thông Đài Loan, Từ Hy Viên đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân với Gu Yun-chup. Tài sản cá nhân của cô đều thuộc về hai con riêng. Dù vậy, DJ Gu vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ kiếm tiền chu cấp cho đời sống sinh hoạt của ba mẹ con cô. Những ngày qua, cuộc tranh chấp tiền cấp dưỡng hậu ly hôn của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi là tâm điểm trong dư luận Trung Quốc. Gu Yun-chup cũng bị cuốn vào cuộc chiến của hai gia đình. Anh bị Uông Tiểu Phi và mẹ doanh nhân chỉ trích là kẻ hèn, không có đủ tài chính nên phải để Từ Hy Viên bòn rút tiền từ chồng cũ nuôi mình. Vì vậy, việc Gu Yun-chup để Từ Hy Viên trả phí cách ly y tế khi đến Đài Loan, giữ nguyên đồ nội thất trong biệt thự khi kết hôn hay để vợ dùng thẻ của chồng cũ mua sắm trang phục cưới khiến anh bị dư luận gièm pha. Bên cạnh đó, nghi vấn sử dụng chất cấm, không ảnh vải che thân trên sóng truyền hình hay tuổi ngoài 50 vẫn dựa dẫm vào mẹ ruột cũng làm hình ảnh nam ca sĩ kém tích cực trong mắt công chúng. Từ Hy Viên từng tâm sự với một người bạn những điều thầm kín trong lòng và những góc khuất trong cuộc hôn nhân giàu sang với thiếu gia Bắc Kinh. Cô nói, trước đây tôi từng nghĩ làm ngôi sao là khó nhất, không ngờ làm mẹ còn khó hơn. Nhưng thật ra, làm vợ mới là khó nhất. 10 năm qua rồi, giờ tôi sẽ không bị cầm tù nữa. Những ngày tháng sau này phải thật tốt. Trong cuộc nói chuyện với bạn, Từ Hy Viên cũng tiết lộ con trai không muốn gặp Uông Tiểu Phi, luôn òa khóc khi nghe tin cha sắp về nhà. Cậu bé sợ hãi khi gặp cha và mong muốn cha quay về Bắc Kinh. Theo Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi khá nghiêm khắc với con trai, trong khi chiều chuộng dịu dàng với cô con gái lớn.